khởi tố bắt tạm giam các đối tượng chống phá nhà nước tại Phú Yên. Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bộ Y tế thông tin về chất gây ung thư trong sữa công thức tại Hồng Kông. Phát hiện hàng chục tấn nội tạng lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh chốt giải pháp tuyển sinh đầu cấp. Người dân vẫn vô tư ra tắm sông Hồng dù mực nước dâng cao. Tại Mỹ, người ủng hộ ông Trump và người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đụng độ ở Portland. Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu hàng loạt trận lũ lụt nghiêm trọng. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị can Phạm Hổ sinh năm 1949 bị khởi tố bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị can này đã lập trang Facebook kết bạn với một số thành viên trong tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Từ cuối năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Phạm Hổ được một số thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời gửi cho hai chiếc điện thoại để liên lạc và 6 cuốn Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa để Hổ đọc và hội luận trên các diễn đàn của tổ chức. Bị can Trần Thị Tuyết Diệu bị khởi tố và bắt tạm giam về tội phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ cuối năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung ca ngợi, cổ suý các đối tượng chống phá đảng và nhà nước, xúc phạm bôi nhọ lãnh tụ. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Công an tỉnh Quảng Bình cũng vừa tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú, sinh năm 1988, là nhân viên phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bước đầu làm rõ Dương Minh Phú đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng. Phú khai nhận, lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác. Sau đó, Phú nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại đối tượng này chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Thưa quý vị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết vừa xử phạt 4 doanh nghiệp bán hàng đa cấp để xảy ra sai phạm trong quá trình hoạt động với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng. Hiện Việt Nam có 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp phép hoạt động, giảm 30% so với cuối năm 2018. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải chịu yêu cầu khắt khe hơn về mặt kỹ thuật và tài chính từ cơ quan chức năng với mục tiêu làm minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp, ngăn ngừa thiệt hại cho người dân. Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một trường gà quy mô trên địa bàn. Vào thời điểm bắt quả tang thì lực lượng tạm giữ 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà chọi. Lực lượng công an cũng thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ô tô và trên 130 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Qua điều tra ban đầu đã xác định được hai đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức trường gà này là Phùng Văn Dũng sinh năm 1983 và Bùi Văn Bình sinh năm 1973 cùng ở Thanh Hóa. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài vừa thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Hồng Giang, tạm trú tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài và 10 đối tượng liên quan gồm 2 nam và 8 nữ để điều tra và làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, khi bắt quả tang hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm, căn cứ vào lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng đã khám xét nơi tạm trú của Phạm Hồng Giang và phát hiện tại đây còn có 6 cô gái khác. Các đối tượng khai nhận được Giang thuê nhà cho ở và trực tiếp quản lý và điều đi bán dâm thông qua các nhóm trên mạng xã hội Zalo. Ngoài điều hành đường dây gái bán dâm này, Phạm Hồng Giang còn tổ chức cho vay nặng lãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Tại Bình Dương, thì Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tại công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên mà cơ quan này đã khởi tố ngày 22 tháng 4. Lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án là do đến nay, thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa xác định được bị can. Công an tỉnh Bình Dương cũng có thông báo kết luận giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo liên quan đến các tài liệu trong vụ án này. Trước đó, bà Thảo tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, trưởng phòng pháp lý công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi làm giả biên bản và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên, Trung Nguyên IC, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi thông tin liên quan đến nghiên cứu về 3 MCPD và Glycis Este hay còn gọi là GE trong sản phẩm dinh dưỡng công thức tại Hồng Kông. Theo Cục An toàn thực phẩm, sau khi Hội người tiêu dùng Hồng Kông báo cáo 15 nhãn sữa chất chứa 3 MCPD, chất nếu tiêu thụ quá mức có thể làm suy giảm chức năng thận hoặc khả năng sinh sản và GE. Chất nguy cơ gây ung thư nếu sử dụng vượt hàm lượng cho phép. Cục đã liên lạc với đầu mối hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế Infosan của Hồng Kông và đã được cung cấp thông tin về các chất này. Theo thông tin từ Infosan, 3 MCPD và GE được tìm thấy trong 15 sản phẩm dinh dưỡng công thức là những chất sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩm và có thể có trong một số thực phẩm. Hiện Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex và các quốc gia chưa đưa ra tiêu chuẩn về 3 MCPD trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức. Tuy nhiên, theo Ủy ban Hỗn hợp các chuyên gia FAO-WHO về phụ gia thực phẩm, thì lượng 3 MCPD được phát hiện trong nghiên cứu của Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông thấp hơn lượng ăn vào hàng tuần tạm thời chịu đựng được khi sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn trên nhãn. Về GE thì tổ chức Codex và nhiều nước cũng chưa đưa ra tiêu chuẩn trong sản phẩm dinh dưỡng công thức, ngoại trừ EU và GE được phát hiện trong các sản phẩm dinh dưỡng công thức theo báo cáo của Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông đều đạt tiêu chuẩn của EU. Quý vị thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Trung thu năm 2020. Thời điểm này cũng là lúc mà tình hình bánh nhập lậu diễn biến phức tạp, gây náo loạn thị trường bánh Tết. Mới đây thì đội quản lý thị trường số 5 và công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất căn nhà số 301 Trần Khắc Chân thì phát hiện 10 thùng bánh trung thu loại 100 chiếc một thùng nhãn hiệu Long Phu Chip. Đây là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Tuy còn hạn sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn, hiện đoàn kiểm tra đã tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng vừa phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi và gần 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tổ dân phố số 8, khu dân cư Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương. Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng chứa khoảng 2 tấn thực phẩm từ động vật. Chủ kho hàng đã không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cho biết số thực phẩm trên mua về rồi đóng gói thùng cát tông của cơ sở, vận chuyển bán đi tiêu thụ tại một số tỉnh lân cận hoặc xuất đi Trung Quốc. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một xe đông lạnh vận chuyển 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi. Hiện Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng hạn trong mùa khô năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có trên 2.600 ha bị chết khô gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng. Trong đó thì gồm có 130 ha rừng tự nhiên, hơn 2.500 ha rừng là của công ty lâm nghiệp và hộ dân trên địa bàn. Vị trí rừng cháy khô chủ yếu phân bố ở nơi có điều kiện thổ nhưỡng xấu, không có nguồn nước tự nhiên. Hiện Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã có báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh chờ triển khai phương án trong thời gian tới. Mời quý vị chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, thi công 10 năm vẫn dang dở, dự án thủy lợi Krông Pách Thượng ở Đắk Lắk đang đẩy hàng trăm hộ dân vào khốn khó. Nước dâng cao khó lường trong mùa mưa lũ đã phá hoại hoa màu và đang đe dọa tính mạng của người dân. Đầu tháng 3 năm 2020, chưa giải quyết thỏa đáng một số vấn đề cấp bách về đền bù, giải phóng mặt bằng và di dời dân, công trình này vẫn chặn dòng thi công đập chính. Khoảng 700 hộ dân với trên dưới 4.000 nhân khẩu kẹt lại trong vùng lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng. Việc sinh sống, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Đáng quan tâm hơn là vào mùa mưa lũ, tình trạng nước dâng lên sau nhiều ngày mưa liên tục đang đe dọa tính mạng của người dân nơi đây. Đã có 40 ha cây trồng bị nhấn chìm trong nước và 700 ha khác có nguy cơ ngập nặng.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức khảo sát, thống nhất 12 vị trí đủ điều kiện theo quy định để đề xuất lắp đặt hệ thống camera giao thông ghi hình ảnh làm căn cứ phạt nguội các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng và khu vực bến xe Mỹ Đình. 12 vị trí đề xuất lắp đặt gồm 4 vị trí nằm trên đường Phạm Hùng, 5 vị trí tại các nút giao thông Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Trần Bình, Phạm Hùng Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết và Phạm Hùng Duy Tân, 3 vị trí còn lại tại cổng ra bến xe Mỹ Đình, quảng trường bến xe và đường gom đại lộ Thăng Long. Trong 3 tuần đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 9.300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 83 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng xử lý với 171 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tổng số tiền cảnh sát giao thông phạt với các trường hợp là gần 49 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 7.700 trường hợp, tạm giữ hơn 9.300 phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông. Thời gian gần đây thì xảy ra hiện tượng người dân sống ven quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thạch Hà tự phá dỡ tường hộ lan để tiện cho việc đi lại. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, gây nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể, bên phải quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, trên đoạn đường dài hơn 300 mét qua thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, nhiều đoạn hộ lan làm bằng tôn lượn sóng bị người dân tháo ốc đấu nối, đặt sang một bên để máy móc vào đổ đất san lấp mặt bằng phía trong. Một số điểm khác gần đó, hộ lan đã bị dỡ từ trước để lấy lối ra vào các cửa hàng bán vật liệu xây dựng, máy móc nông nghiệp. Nguyên nhân được người dân ở đây giải thích là do xã Việt Tiến chưa làm đường gom, khiến nhiều người đã đấu giá mua đất, không thể cải tạo đất xây dựng công trình. Thưa quý vị, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ tàu hút cát bị chìm trên sông Thạch Hãn, làm một người tử vong. Trước đó, thì chiếc tàu trên khi đang chạy ngang khúc sông Thạch Hãn thuộc xã Hải Lệ, thành phố Quảng Trị gặp sự cố và chìm xuống sông. Trên tàu có 3 người, 2 người may mắn thoát nạn, còn một người đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và làm rõ lượng cát lớn trên tàu lúc gặp nạn có nguồn gốc từ đâu. Thưa quý vị, trong quá trình tháo dỡ đập tạm ngăn mặn tại thượng nguồn sông Ba Lai, đoạn địa bàn xã Phú Đức và Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đơn vị thi công đã gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến sản xuất đi lại của người dân. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khẩn trương gia cố và khắc phục các vị trí sạt lở, đảm bảo lưu thông và bảo vệ diện tích đất sản xuất của người dân. Công trình đập tạm ngăn mặn trên thượng nguồn sông Ba Lai được triển khai để nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn vừa qua. Đến tháng 5, công trình này bắt đầu được tháo dỡ để khai thông lại dòng chảy, hoàn trả lại dòng sông và mặt bằng hai bên vai đập. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ đã gây sạt lở hai bên vai đập. Trước kia thì không có bị sạt lở, nhưng từ khi làm cái đập này thì khi mà nhổ sắt lên thì nó bị sạt lở, ảnh hưởng vườn sầu riêng của tôi. Nhờ cái cấp trên, cái chính quyền để tên để cái khắc phục để cái sạt lở để cho bà con người ta để ra mùa nước nó sắp tới. Rồi nếu mà để nó tàn ngập lở thì tội nghiệp cho bà con lắm, bị gì mùa mặn đã qua rồi đã chết rồi, nhưng mà giờ tới mùa nước nó chết nữa thì tội nghiệp cho bà con. Theo đánh giá của chủ đầu tư, nguyên nhân sạt lở là do bờ bao chống tràn khu vực đập tạm Tân Phú được đắp bằng đất tại chỗ, độ kết dính rất kém, lại đắp chồng lên nền đất yếu, hình thành bởi phù sa non, nên dễ xảy ra sạt trượt. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực để khắc phục. Trong quá trình triển khai thì nó tiếp tục nó phát sinh là coi như là nó sạt lở tiếp, bởi vì cái nền là yếu. Thứ hai nữa là nước nó dâng cao mà hạ đắp gấp thì coi như chất tải lên càng là nhiều tải thì nó càng tụt xuống, cho nên là giãn dài thời gian ra đóng cửa bổ sung. Đơn vị thi công cũng đã tập trung mọi cái nỗ lực diện để tài chính và lực lượng để thực hiện cái công việc này, để trong tháng 8 này là phải xong hoàn tất cái công việc này. Người dân hai xã Tân Phú và Phú Đức, huyện Châu Thành mong muốn các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng sạt lở, làm lại đường bê tông để người dân đi lại, nhất là sớm đắp xong đoạn đê bị sạt lở vì chiều cường đang ngày càng dâng cao, gây ngập úng cho các diện tích đất trong đê.
Thưa quý vị, dù triển khai xây dựng đã 6 năm, song dự án kênh thủy lợi Châu Bình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Và điều đáng nói, trong quá trình thi công đã xuất hiện tình trạng sạt lở ở nhiều đoạn và kéo dài đến thời điểm hiện nay. Người dân Nghệ An đang quan tâm đến chất lượng của công trình, liệu có đảm bảo khi đi vào sử dụng hay không, khi mà chủ đầu tư cho rằng kênh được thiết kế là kênh đất và việc sạt lở trong mùa mưa lũ là do khách quan. Dự án kênh thủy lợi này có tổng vốn là 750 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục. Riêng tuyến kênh có số vốn đầu tư là 167 tỷ đồng. Khởi công tháng 10 năm 2014, dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Song trong quá trình thi công, do tình hình mưa lũ đã xảy ra tình trạng một số điểm sạt lở đất đá. Trước họ chưa làm mương thì mình không sợ, nhưng mà khi họ làm mương rồi là đất thì đất cát. Mưa là nước là nó xối xuống ầm ầm ở phía sau nữa. Sự sạt lở. Kênh thủy lợi Châu Bình là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm nằm trong chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An, đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Tuyến kênh sẽ tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ xã Châu Bình, cấp nước cho 180 hectare đất nông nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi, cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực, kết hợp phát triển du lịch dân sinh, phòng chống lũ hạ du. Song đến nay thì sau 6 năm phát triển vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Việc sạt lở nhiều năm cũng đặt dấu hỏi về chất lượng của công trình này. Đến cái mùa mưa thì nước dâng lên một số xóm bản như Quỳnh 1 và 4 là ảnh hưởng đến việc sản xuất cũng như là ngập một số hoa màu của bà con nhân dân. Thì nguyện vọng của chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân thì làm sao thi công làm nhanh xong cái kênh tiêu 36 để đến mùa mưa cũng như là bình thường ngày bình thường khỏi sạt lở. Thực trạng của cái kênh tiêu ở Châu Bình ấy, có một số cái đoạn điểm bị sạt lở. Thì vừa qua thì Ủy ban nhân huyện đã có văn bản đề nghị là chủ đầu tư là cho phép giải phóng mặt bằng để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như là cuộc sống của một số hộ dân. Thì hiện nay là đã được giải quyết. Theo chủ đầu tư, theo thiết kế, bờ và lòng kênh thủy lợi Châu Bình là bằng đất không bê tông hóa và chỉ ghép đá vỉa một số đoạn sung yếu cục bộ. Thêm vào đó, việc sạt lở không ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thoát nước của kênh. Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư từ ngân sách, mục đích chính là tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Sau một dự án cấp thiết như vậy lại chậm tiến độ nhiều năm. Hơn nữa, liệu chất lượng công trình có đảm bảo sử dụng lâu dài khi mà chưa xây xong, đã và đang sạt lở? Trách nhiệm chính thuộc về cơ quan, tổ chức nào vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Ngày 24 tháng 8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chốt giải pháp tuyển sinh đầu cấp trong cuộc họp tuyển sinh vào lớp 1, đặc biệt là ở những quận nóng như là quận 12, khi nhiều học sinh nhập cư không có chỗ học lớp 1 trong năm học mới. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để nhận hết, có thể phải chấp nhận học một buổi một ngày thay vì hai buổi một ngày theo chương trình mới. Mỗi tuần học 6 buổi vẫn đảm bảo truyền tải đủ chương trình. Đó là cách giải quyết tạm thời, về lâu dài thành phố sẽ có kế hoạch cho vấn đề này. Ông Đức cũng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn với thành phố bằng cách khi đến thành phố làm việc phải cân nhắc nơi ở phù hợp với nơi làm việc và cả chỗ học của con. Trước mắt phụ huynh còn có thể cho con mình học ở các trường tư thục phù hợp. Về lâu dài, thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ những gia đình khó khăn. Quan điểm của thành phố là tạo điều kiện cho tất cả các em đến tuổi đều được vào lớp 1. Mời quý vị chuyển sang một vài tin tức trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây các công tố viên của Tòa án tối cao thành phố Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California, Mỹ đã công bố một đoạn video quay lại cảnh kẻ sát nhân hàng loạt Joseph James DeAngelo, hay còn được biết đến với biệt danh là Golden State Killer. Theo đó, video này quay lại cảnh ông ta đang ở trong phòng giam, trèo lên bàn và đứng bằng chân trong khi dọn dẹp phòng giam và tập thể dục. Video này đã chứng minh một điều là ông ta không cần dùng đến xe lăn, chính là thứ mà tên tội phạm này đã nhiều lần dùng để che giấu sức khỏe vốn còn rất khỏe mạnh của mình. Cựu cảnh sát bang California, ông Joseph James DeAngelo đã bị kết án vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8 vì một chuỗi các vụ giết người và hãm hiếp những năm 1970 và 1980. Thẩm phán của quận Sacramento đã chấp nhận yêu cầu của các công tố viên rằng ông Joseph James DeAngelo, 74 tuổi, sẽ phải ngồi tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.
Vào tháng 6, ông De Angelo đã thú nhận 13 vụ giết người và 13 tội danh liên quan đến hiếp dâm được thực hiện từ năm 1975 đến 1986 như một phần của thỏa thuận đầu thú với các công tố viên để miễn cho ông ta khỏi án tử hình. Ông De Angelo là một tội phạm được đánh giá là đã ám ảnh người dân của bang California trong nhiều thập kỷ. Các công tố viên cho biết ông ta đã đột nhập vào 120 ngôi nhà ở 11 quận trong thời gian phạm tội của mình. Quý vị thân mến, tại Mỹ vào ngày 22 tháng 8, một cuộc xung đột dữ dội đã xảy ra ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Cuộc xung đột này được đăng lên Twitter và được các nguồn tin địa phương xác định các đối tượng này gồm có những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người biểu tình thuộc tổ chức Proud Boys và phong trào Black Lives Matter. Họ đã tấn công nhau vì vấn đề đấu tranh cho nhân quyền của người da đen. Những người biểu tình đã sử dụng gậy bóng chày và súng để tấn công và đe dọa lẫn nhau. Cảnh sát Portland tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Đám đông đang được lệnh giải tán về phía Bắc và có thể bị dùng vũ lực để bắt giữ hoặc kiểm soát nếu quá khích. Vừa qua, hàng loạt các trận mưa dữ dội đã trút xuống Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thành các đợt lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho hai đất nước này. Theo đó, gió mùa đã gây ra hàng loạt cơn mưa gây ra lũ lụt, gây ảnh hưởng đến gần 1/3 diện tích Bangladesh, buộc hàng triệu người phải di cư. Nước lũ đã tàn phá đất nước, gây ngập lụt nhà cửa và ruộng đồng trong 2 tháng qua, tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tại Chakhanpur, một ngôi làng ở quận Faridpur, cách thủ đô Dhaka khoảng 55 km, một người dân đang trú ẩn ở nơi khác đã trở về sau khi hay tin nước rút. Nhưng khi trở về thì họ lại thấy mực nước không hề có dấu hiệu giảm đi, mà chỉ ngày một dâng cao hơn. Theo truyền thông địa phương thì lũ lụt đã khiến cho ít nhất 161 người Bangladesh tử vong. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ ông Süleyman Soylu cho biết hôm Chủ nhật 23 tháng 8, lũ lụt đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở khu vực Biển Đen và 11 người khác được cho là đã mất tích. Và 127 người đã được giải cứu ở phía đông bắc nước này. Trong số những người tử vong, có một người là sĩ quan hiến binh. Trước đó, ông Soylu cho biết có 5 sĩ quan hiến binh và một người điều khiển máy xúc đã mất tích sau khi một cống nước cao 5 mét bị sập do lũ lụt trong khu vực. Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD thông báo rằng các đội cứu hộ đã được điều động đến thành phố Gilson trong thời gian đầu của thảm họa này. Mới đây, kẻ bị cho là theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng đã giết 51 tín đồ Hồi giáo tại Thánh đường Hồi giáo ở New Zealand vào năm ngoái, đã đến thành phố Christchurch để chuẩn bị nghe tòa tuyên án. Ông Britton Tarrant, quốc tịch Úc, đã tấn công những người Hồi giáo tham dự vào các buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu ở thành phố Christchurch vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái bằng súng bán tự động. Thêm vào đó, ông Tarrant còn phát trực tiếp vụ xả súng này lên Facebook. Ông ta đã nhận tội đối với 51 tội danh giết người, 40 tội tìm cách giết người và một tội danh thực hiện hành động khủng bố. Thẩm phán tòa án tối cao Cameron Mander sẽ nghe theo lời khai từ 66 người còn sống sót sau vụ tấn công. Phiên tòa được dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ thứ Hai ngày 24 tháng 8. Ông Tarrant sẽ được phép nói trước tòa trước khi tuyên án. Ông Tarrant phải đối mặt với án tù chung thân với thời hạn không ân xá là 17 năm. Nhưng thẩm phán có quyền quyết định bỏ tù ông ta vì không có khả năng ân xá. Điều đó có nghĩa là người đàn ông này sẽ phải sống suốt đời trong tù. Tuy nhiên thì hình phạt này chưa từng có tiền lệ ở New Zealand. Thưa quý vị, một hầm mỏ ở thành phố Languageque, Colombia đã bị sập khi một toa tàu đang vận chuyển khoáng sản thì gặp sự cố. Theo đó, có 3 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ cao 21 mét dưới lòng đất ở Colombia. Theo báo cáo của địa phương, thì các thợ mỏ vẫn còn sống và đang được nhận thức ăn từ đội cứu hộ. Đội cứu hộ và các thành viên trong gia đình, những người thợ mỏ này, được cho là vẫn liên lạc được với họ để động viên tinh thần cũng như đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Các đội cứu hộ đã tiến hành đánh giá địa hình tại khu vực khai thác và hy vọng sẽ tiến hành chiến dịch cứu hộ vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8. Thưa quý vị, những ngày qua, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Hà Nội đã dâng cao hơn và gần với mức báo động 1. Mặc dù vậy, thì nhiều người dân, kể cả trẻ em, vẫn ra khu vực ven sông để tắm và bơi lội, trong khi thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn. Tại chân cầu Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, mực nước sông Hồng đã dâng cao đáng kể so với mùa mưa lũ năm ngoái. Mặc dù vậy, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em, vẫn ra sông bơi lội rất vô tư, trong khi dễ dàng nhận thấy rất thiếu các vật dụng, thiết bị đảm bảo an toàn. Những người ở đây là những người ta đã lâu năm rồi. Kể cả những người mới thì những người lâu năm người ta hướng dẫn cho những người mới ra tập. Thì nước này hoặc là nước to hơn trong nước thì không ảnh hưởng. Nước cao tới đâu thì vẫn có chỗ để mà
hoạt động. Theo ghi nhận, số lượng người tắm tại khu vực này thậm chí còn tăng so với nhiều ngày trước đó do tâm lý cho rằng nước sông lên sẽ có nhiều khoáng chất và chưa cảm thấy sự nguy hiểm từ dòng chảy. Phường thì năm nào cũng cái lượng vụ nước lên này thì phường năm nào cũng có thông tin. Năm nay thì loa cũng đọc lên nhưng mà dân thì họ vẫn bình thường. Hiện mực nước sông Hồng đã ngấp nghé đến mép các bãi bồi ven sông thuộc khu vực các quận Long Biên, Gia Lâm, Tây Hồ. Đây cũng là mực nước cao đáng kể sau thời gian dài ở trong tình trạng cạn kiệt. Những người dân ở đây cho biết hiện mực nước đã rút khoảng 1 mét so với một ngày trước đó, nên chưa ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân sinh sống ven sông. Người dân thì chúng tôi rất lo rồi, vì tại sao hoa màu rồi tất cả ở đây. Rất lo về sợ nước lên, đột ngột không biết thế nào. Thông báo nước về nhưng mà chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái chỗ nào thất thì thu hoạch trước. Để chỗ cao thì anh đang phải chạy kiểu đấy thôi. Theo thông tin từ trạm Thủy văn Hà Nội, mực nước quan trắc được trên sông Hồng đoạn dưới chân cầu Long Biên là hơn 8 mét, gần mức báo động 1. Tình hình nước sông Hồng lên cao có thể dẫn đến nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi. Do đó, trước tình hình này, mọi người cần nâng cao cảnh giác bảo vệ bản thân. Thưa quý vị, trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, thì FBNC xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Sắp tới đây thì kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình Vì Xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên tìm một tia sáng cuối đường hầm, thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin được gửi về địa chỉ Điều ước Việt Nam a@fbnc.vn hoặc hotline 096 3938 351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và đến giờ thì thời lượng của chương trình tin tức 24 giờ cũng đã hết. Phương Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.